Quý vị và các bạn thân mến, vùng đất Vĩnh Long có một vị thế đặc biệt của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm ngay chính giữa hai nhánh sông chính của sông Cửu Long là sông Tiền và sông Hậu, là nơi khởi nguồn của sông Cổ Chiên, một nhánh của sông Mê Công. Phía bắc của Vĩnh Long giáp với Mỹ Tho, đông giáp với Bến Tre, phía nam giáp với Trà Vinh và Cần Thơ. Còn phía tây là tỉnh Sa Đéc xưa, nay thuộc Đồng Tháp. Từ tỉnh lỵ của Vĩnh Long đến thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 130 km. Vĩnh Long có nguồn phù sa bồi đắp từ ba con sông chính, đó là sông Tiền, sông Hàm Luôn và sông Cổ Chiên. Ngoài ra, còn có vô số rạch và kinh đào xẻ ngang xẻ dọc khắp tỉnh. Những con rạch chính là Mang Thích, sông Ngang, Long Hồ, Ba Kè, Vũng Liêm, Bà Phong, Cái Cá, Cái Cầu, vân vân. Sau khi Vĩnh Long là thuộc địa của Pháp, chính quyền tỉnh đã cho đào nhiều con kênh để nối liền các con rạch với nhau, như là kinh Cái Cầu, kinh Trà Và, kinh Bốc Quét, kinh Ông Me, kinh Bưng Trường, Trà Hoa, Huyên Thuyền, vân vân. Những kênh rạch này đóng vai trò quan trọng trong việc tháo nước và dẫn nước để canh tác. Về khí hậu của vùng đất Vĩnh Long xưa, trong cuốn chuyên khảo về tỉnh Vĩnh Long do Hội Nghiên cứu Đông Dương thực hiện năm 1911 đã ghi lại như sau. Một năm có hai mùa rõ rệt, mùa khô và mùa mưa. Theo các đợt gió mùa xen kẽ, gió mùa đông bắc tương ứng với mùa khô, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4. Mùa mưa bắt đầu với gió mùa Tây Nam vào tháng 5 và kết thúc vào giữa tháng 11. Nhiệt độ cao và thay đổi từ 28 đến 32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất là vào đầu mùa khô khoảng tháng 12 và tháng Giêng. Giao thời giữa gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam khoảng tháng 2, tháng 3 là thời gian nóng nhất trong năm. Về địa hình, phần chuyên khảo này cũng cho biết Vĩnh Long không có rừng và núi. Tuy nhiên, về hướng Trà Vinh, người ta thấy có một số dòng đất cát và cao hơn ruộng một chút, như dòng An Nhân, dòng Thủ Bá, dòng Gòn, dòng Cô Hòn, vân vân. Nói về lịch sử, vùng đất Vĩnh Long gắn liền với sự hình thành của cả vùng phương Nam. Năm 1698, khi lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược, toàn bộ vùng đất mới phương Nam chính thức trở thành một đơn vị hành chính mang tên Phủ Gia Định. Đất Vĩnh Long nguyên thủy xưa thuộc vùng đất Tầm Bào, trên thực tế lúc bấy giờ là vùng đất hoang hóa, dân cư thưa thớt và hoàn toàn không có chính quyền quản lý. Đời chúa Nguyễn Phúc Chu có quân Frisot từ Chân Lạp kéo sang quấy nhiễu vùng phiên trấn. Chúa Nguyễn lúc bấy giờ cho đặt dinh cai quản ở Phủ Gia Định, mang quân đi đánh dẹp, đánh sang cả Chân Lạp. Vua Chân Lạp là Sattha hoảng sợ nên dân nạp hai vùng đất là Pemisa tức Mỹ Tho và Long Hô tức Vĩnh Long để cầu hòa. Năm 1714, lúc này Vĩnh Long là trung tâm của Châu Định Viễn, bao gồm một phần của Bến Tre ở màn trên và Trà Vinh ở màn dưới thuộc Long Hồ Vinh. Đến năm 1732, nhà Nguyễn đã lập ở phía nam của Dinh Phiên Trấn một đơn vị hành chính mới là Dinh Long Hồ thuộc Châu Định Viễn, tức đất Vĩnh Long thuộc Dinh Long Hồ. Đến năm 1739, vùng đất Nam Bộ được chúa Nguyễn Phúc Khoát nhập thêm 4 huyện lỵ, đó là Long Xuyên, tức vùng An Giang, Cà Mau, huyện lỵ Kiên Giang, tức vùng Rạch Giá, huyện lỵ Trấn Giang, tức vùng Cần Thơ, và huyện lỵ Trấn Di, tức vùng phía bắc của tỉnh Bạc Liêu. Cả 4 huyện lỵ đều thuộc dinh Long Hồ. Lúc này, Long Hồ trở thành một trong 3 dinh của vùng Nam Bộ, đó là Trấn Biên Dinh, tức vùng Biên Hòa, Phiên Trấn Dinh, tức vùng Gia Định, Long Hồ Dinh, tức vùng Vĩnh Long và khu vực lân cận. Ngoài ba dinh thì có một trấn là Hà Tiên Trấn, tức vùng Hà Tiên. Năm 1753, chúa Nguyễn Phúc Khoát cử tướng Nguyễn Cư Trinh sang đánh Chân Lạp dẹp loạn. Vua Chân Lạp là An Sgôn lúc này sang Hà Tiên nhờ Mạc Thiên Tích tâu lên chúa Nguyễn xin dân hai vùng là Tầm Bôn và Lôi Lạp để tạ tội. Năm 1756, chúa Nguyễn cho sáp nhập hai xứ này vào Châu Định Viễn, cũng thuộc Long Hồ Dinh. Năm 1779, Long Hồ Dinh được đổi tên thành Hoàng Trấn Dinh. Giai đoạn từ năm 1780 đến năm 1805 đổi tên thành Vĩnh Trấn. Đến năm 1806, Vĩnh Trấn lại được đổi tên thành Trấn Vĩnh Thành. Đầu năm 1832, vua Minh Mạng cải cách địa giới hành chính, đổi Trấn Vĩnh Thành thành Trấn Vĩnh Long.
và vào tháng 10 năm 1832 tiếp tục đổi tên Trấn Vĩnh Long thành tỉnh Vĩnh Long. Toàn Nam Kỳ lúc này có 6 tỉnh, sử sách gọi là Nam Kỳ Lục Tỉnh, tức Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Như vậy, cái tên Vĩnh Long chính thức xuất hiện từ năm 1832. Về ý nghĩa của tên gọi Vĩnh Long, đó là chữ Vĩnh trong chữ Vĩnh Viễn, Vĩnh Hằng, nghĩa là mãi mãi. Long có nghĩa là long trọng, nghĩa là thịnh vượng, giàu có. Tên Vĩnh Long thể hiện mong muốn nơi đây luôn luôn được thịnh vượng. Đến giai đoạn Pháp thuộc, tỉnh Vĩnh Long lại có sự thay đổi. Hạt Thanh tra Định Viễn được thành lập, lỵ sở đặt ở Vĩnh Long. Đến ngày 16 tháng 8 năm 1867, chính quyền quyết định đổi tên Hạt Thanh tra Định Viễn thành Hạt Thanh tra Vĩnh Long. Ngày 5 tháng 1 năm 1876, Thống đốc Nam Kỳ chia địa bàn Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chính. Mỗi khu vực có một số tiểu khu hay hạt thăm biện. Hạt Thanh tra Vĩnh Long đổi tên thành Hạt thăm biện Vĩnh Long. Đến ngày 1 tháng 1 năm 1900, Hạt thăm biện Vĩnh Long lại đổi thành tỉnh Vĩnh Long dựa trên nghị định ngày 20 tháng 12 năm 1899 của toàn quyền Đông Dương. Năm 1939, tỉnh Vĩnh Long có 4 quận trực thuộc là quận Châu Thành có 4 tổng với 21 làng, quận Chợ Lách có 3 tổng với 11 làng, quận Vũng Liêm có 3 tổng với 14 làng và quận Tam Bình có 3 tổng với 18 làng. Từ năm 1951, tỉnh Vĩnh Long có thời gian ngắn được đổi tên thành tỉnh Vĩnh Trà, nhưng đến năm 1954 thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đổi lại thành Vĩnh Long như cũ. Đầu năm 1976, Vĩnh Long sáp nhập với Trà Vinh thành tỉnh Cửu Long. Đến ngày 26 tháng 12 năm 1991 lại tách ra thành hai tỉnh riêng như cũ. Khi tách ra, tỉnh Vĩnh Long gồm thị xã Vĩnh Long và năm huyện Bình Minh, Long Hồ, Tam Bình, Trà Ôn và Vũng Liêm. Ngày 10 tháng 4 năm 2009, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 16 thành lập thành phố Vĩnh Long, đô thị loại 3 thuộc thành phố Vĩnh Long. Trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính thuộc thị xã Vĩnh Long cũ. Sự kiện này đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Vĩnh Long. Cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1158 trên quy đề TTG về việc công nhận thành phố Vĩnh Long là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Vĩnh Long. Quý vị và các bạn thân mến, thị xã Vĩnh Long trước đây và thành phố Vĩnh Long ngày nay so với các tỉnh miền Tây Nam Bộ là vùng đất có quần thể dân cư hình thành rất sớm. Có vị trí chiến lược quan trọng nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, vùng trọng điểm nông nghiệp của cả nước, là nơi trọng yếu kết nối giao thương cho cả vùng. Đồng thời, nằm giữa hai trung tâm kinh tế lớn là thành phố Cần Thơ khoảng 30 km về hướng Nam và thành phố Hồ Chí Minh cách khoảng 130 km theo hướng quốc lộ 1. Càng thuận lợi hơn khi Vĩnh Long còn nằm trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, khiến cho việc lưu thông giao thương gần hơn, dễ dàng hơn. Thêm vào đó, đầu năm 2024, cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành sẽ giảm tải cho cầu Mỹ Thuận hiện hữu. Việc thông tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giúp cho toàn tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ sẽ được liền mạch. Về tài nguyên vốn có, Vĩnh Long có đất đai màu mỡ, độ phì nhiêu khá lớn, nguồn nước ngọt quanh năm, hệ thống sông rạch dày, thuận tiện cho việc canh tác nông nghiệp, đặc biệt là trồng trọt. Vĩnh Long hiện là vùng trọng điểm sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước, đặc biệt nằm trong vùng tứ giác vàng phát triển cây ăn trái lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Có tiềm năng phát triển nhiều mặt của nông sản như lúa gạo, hoa màu, cây ăn quả, phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số hình ảnh tư liệu về Vĩnh Long xưa. Đây là Tòa án Vĩnh Long, ảnh được chụp vào những năm 1920. Con đường phía trước Tòa án Vĩnh Long. Trụ sở Hội đồng xã Vĩnh Phước, Vĩnh Long, ảnh chụp năm 1923. Đang xem là Tòa Tham Biện Vĩnh Long được chụp vào khoảng năm 1920, lưu lại qua bộ bưu ảnh Đông Dương. Sau năm 1975, nơi này là dinh tỉnh trưởng, nay là Bảo tàng Vĩnh Long.
một hoạt động đang diễn ra tại sân trước của tòa tham biện Vĩnh Long. Hình ảnh cầu Thiền Đức bắc qua rạch Long Hồ, tòa nhà khuất sau cầu là dinh tỉnh trưởng Vĩnh Long. Ảnh được chụp vào những năm 1920. Một góc khác của rạch Long Hồ, quang cảnh mua bán tấp nập của khu chợ xóm ven rạch, phía xa là cầu Thiền Đức. Bungalow Vĩnh Long, ảnh chụp năm 1921. Hình ảnh quý vị đang xem là trường Nam Tiểu học Vĩnh Long, được chụp vào những năm 1920. Nơi này ngày nay là trường Tiểu học Nguyễn Du. Còn đây là trường Nữ Tiểu học Vĩnh Long. Hình ảnh chùa Bà Thiên Hậu ở gần cầu Thiền Đức bắc qua rạch Long Hồ. Hình ảnh một gara xe ở Vĩnh Long xưa. Đang xem là nhà Bảo Xanh Vĩnh Long. Sở thuế Vĩnh Long, ảnh được ghi lại vào những năm 1920. Tòa thị chính Vĩnh Long trên đường Tống Phước Hiệp, phía sau lưng là rạch Long Hồ. Ngày nay tòa nhà này là trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long trên đường 30 tháng 4. Ảnh đang xem được chụp vào khoảng những năm 1920 đến năm 1929. Quý vị thân mến, những năm 1970, khi bắt đầu vào trung tâm Vĩnh Long, chúng ta sẽ bắt gặp ngay ngọn tháp nằm sừng sững ở ngã ba Nguyễn Huệ, hay tên gọi khác là ngã ba Cần Thơ. Trên ngọn tháp bốn mặt này có một hàng chữ Hán, dịch nghĩa là Tiền Triều Đại Thần Phan Thanh Giản. Phan Thanh Giản là vị quan kinh lược xứ đất Nam Kỳ của triều Nguyễn, được cho là luôn luôn trung thành với chủ nghĩa trung thần bất sự nhị quân. Hình ảnh quý vị đang xem ở vị trí ngã tư đường Lê Thái Tổ và đường Lê Lai. Đường nằm ngang là Lê Lai. Đi về bên phải khoảng 100m là tòa hành chính tỉnh Vĩnh Long, nay là Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Phía trước có một bức tượng bán thân của ông Phan Thanh Giản bằng đồng đen. Sau Tết Mậu Thân, bức tượng được mang về thờ tại Văn Thánh Miếu, nằm trên đường từ Vĩnh Long sang Vĩnh Bình. Thay vào đó thì ngọn tháp Phan Thanh Giản được dựng lên tại ngã ba Nguyễn Huệ, Lê Thái Tổ và quốc lộ 4. Hình ảnh đường Lê Thái Tổ đi về phía ngã ba Cần Thơ. Chính giữa là tháp Phan Thanh Giản nhìn từ phía trung tâm. Bên trái là bến xe khách Vĩnh Long, chợ Long Châu. Quẹo trái là đường Nguyễn Huệ đi Cần Thơ. Nếu đi thẳng là quốc lộ 4 đi Sa Đéc. Còn bên phải là khách sạn Thái Bình khi xưa. Đây là ngôi trường Tống Phước Hiệp đã gắn bó với nhiều thế hệ ở đất Vĩnh. Đây là trường trung học lớn nhất tỉnh Vĩnh Long lúc bấy giờ. Ở địa chỉ số 106 đường Gia Long, gần ngã ba sông Long Hồ, sông Cổ Chiên. Ngày nay ngôi trường này được đổi tên thành trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt. Và con đường Gia Long nằm phía trước trường nối dài với đường Tống Phước Hiệp cũng đổi tên thành đường 1 tháng 5 và 30 tháng 4. Ngôi trường này đặt theo tên của Tống Phước Hiệp từ năm 1961, là tên của danh tướng thời nhà Nguyễn đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Vĩnh Long. Hình ảnh nhìn từ trên cao về phía ngã ba Cần Thơ, con sông lớn là sông Cổ Chiên. Con đường dọc trong hình là đại lộ Nguyễn Huệ đi về phía ngã ba Cần Thơ. Bên phải có đường Lê Thái Tổ đi về phía trung tâm Vĩnh Long. Khu nhà hình chữ nhật màu trắng ở giữa hình là trường sư phạm và trường trung học kỹ thuật Vĩnh Long, nay là trường cao đẳng Vĩnh Long và trường đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long. Còn đây là một góc ảnh khác của ngã ba Cần Thơ. Bên trái là đại lộ Nguyễn Huệ đi Cần Thơ. Ảnh được chụp từ trên không vào khoảng cuối những năm 1960. Đây là nhà thờ Vĩnh Long trên đường Lê Thái Tổ. Quý vị đang xem là chợ Long Châu xưa ở gần ngã ba Cần Thơ. Một hình ảnh của Vĩnh Long xưa ghi lại đường Lê Thái Tổ đoạn từ ngã ba Cần Thơ về phía trung tâm Vĩnh Long. Phía cuối đường rẽ bên trái sẽ lên cầu lộ để qua đường Phan Thanh Giản, đây là đường 3 tháng 2. Hình ảnh quý vị đang xem đây chính là cầu lộ bắc qua rạch Cái Ca, nối đường Lê Thái Tổ và Phan Thanh Giản, ngày nay là 3 tháng 2. Ngã ba đường Gia Long và Lê Văn Duyệt. Đi thêm một chút nữa sẽ gặp trường Tống Phước Hiệp ở bên phải. Ngày nay đoạn đường này đổi tên thành đường 30 tháng 4 và Hoàng Thái Hiếu.
Hình ảnh phía trước chợ Vĩnh Long nằm trên đường Trà Long, hai bên chợ là đường Chi Lăng và đường Bạch Đằng. Và một số hình ảnh khác của Vĩnh Long xưa.